Thưa quý vị, hôm nay dù đang đúng là dịp kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhưng trên các mặt trận chống dịch của khắp cả nước, thì nhiều phóng viên và báo thì vẫn đang có mặt ở các điểm phong tỏa, bệnh viện, trường học, khu cách ly, biên giới biển và đất liền để mang đến cho khán giả, độc giả những thông tin hữu ích được khởi phát từ trái tim đầy nhiệt huyết của người làm báo cách mạng Việt Nam. Dấn thân, bám sát cơ sở, đồng hành cùng các lực lượng phòng chống dịch, các nhà báo từng phút từng giờ không hề nề hà nguy cơ có thể bị lây nhiễm dịch bệnh để mà bám sát cơ sở, phản ánh chân thực, sinh động về công tác phòng chống dịch cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những nỗ lực không mệt mỏi đó đã được người dân cả nước ghi nhận, lãnh đạo đảng, nhà nước đánh giá cao. Tháng 5 năm 2021, khi một số tỉnh thành cả nước, trong đó có thành phố Đà Nẵng, phải thực hiện giãn cách xã hội vì đợt bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19. Mọi hoạt động gần như bị ngừng trệ, thì lại là lúc công việc của những người làm báo càng trở nên bận rộn hơn. Hàng loạt thông tin, bài viết, hình ảnh về lệnh phong tỏa, cách ly, truy vết, nhập cảnh trái phép, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19, v.v. xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Nhiều nhà báo đã xông pha ở những điểm nóng như trong các bệnh viện, các khu cách ly, nơi biên giới để có những thông tin hình ảnh chân thực, sống động và kịp thời. Dịch COVID-19 thì cũng đã nhiều lần xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng và mình thì cũng có nhiều cơ hội được vào những cái vùng có dịch để tác nghiệp. Tuy nhiên thì mỗi lần như vậy thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là khác nhau. Và mình nghĩ thì cái động lực lớn nhất để thôi thúc chính là cái sự trách nhiệm đối với cái nghề nghiệp và cũng như là cái lòng đam mê đối với cái nghề báo để mình đi vào những vùng có dịch, truyền tải những thông tin kịp thời nhất đến khán giả cũng như là góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch COVID-19. Và mình nghĩ là cái sự dấn thân trải nghiệm nó rất là quan trọng cho những người làm báo trẻ. Nó không chỉ đem lại những cái trải nghiệm mà còn nó còn giúp cho những người làm báo trẻ ngày càng trưởng thành hơn trên con đường làm báo của mình. Nhắc tới báo chí cũng là nhắc tới sự dấn thân của các nhà báo vào những nơi hiểm nguy như bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh v.v. Và trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát cùng sự biến hóa khôn lường của sát thủ vô hình mang tên COVID-19, rất nhiều phóng viên, nhà báo có thể trở thành đối tượng F1, F2. Tuy nhiên, cũng giống như đội ngũ những người chống dịch nơi tuyến đầu, đa số các nhà báo, phóng viên đều phải vượt qua nỗi sợ hãi vì một mục đích cao cả. Họ bước vào trận chiến hiện nay với vũ khí không chỉ là cây bút, laptop, phương tiện ghi hình, mà hành trang mang theo còn là khẩu trang, nước sát khuẩn, trang phục bảo hộ cùng công cụ bảo vệ người và máy. Với cái tiêu chí là đặt an toàn lên hàng đầu thì chúng tôi cũng đã cố gắng động viên nhau để mà vượt qua những cái lo lắng đó để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để có thể đưa đến cho khán giả những cái tin bài nóng hổi, kịp thời và chính xác nhất. Báo chí đã đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân, phản bác những thông tin sai sự thật, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc để chiến thắng đại dịch. Đó là điều không thể phủ nhận. Và cũng như những y bác sĩ và lực lượng công an, quân đội trên tuyến đầu chống dịch, những phóng viên, nhà báo tại thành phố Đà Nẵng đang xả thân, vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình với nghề. Tôi nghĩ thì là đã là phóng viên thì không chỉ là phóng viên nữ, mà ngay cả phóng viên nam cũng vậy. Thì để có thể dành cái trọn vẹn cái thời gian cho công việc, có những tác phẩm báo chí mà đạt chất lượng thì phải biết tự sắp xếp thời gian giữa gia đình và công việc cho hợp lý. Đó là một sự cố gắng rất lớn của anh em báo chí chúng tôi. Nhưng mà tất cả cũng vì một tình yêu chính là nghề báo, đưa những thông tin chính xác nhất đến với thính giả, khán giả, những người mà luôn luôn theo dõi chúng tôi hàng ngày trên truyền hình. Sau những ngày khống chế dịch thành công, thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng lại trở nên phức tạp. Những thông tin về ổ dịch mới, việc điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, tổ chức xét nghiệm lại xuất hiện dày đặc trên các trang báo, các bản tin. Đồng nghĩa với hàng trăm cây bút sẽ không ngừng nghỉ. 21 tháng 6 năm nay sẽ thật đặc biệt khi lửa nghề sẽ tiếp tục thắp sáng và thôi thúc các phóng viên, nhà báo bước vào một cuộc chiến thông tin mới.